mừng các bạn đến với kênh Cuộc Sống Việt Nam Anna Châu. Các bạn ơi, thì hôm nay là trên bàn của mình được bài trí toàn là những thức ăn là toàn là màu vàng không nha các bạn. Thì mình mời các bạn cùng mình thưởng thức một mâm cỗ màu vàng mà mình đã để lên đây, gồm những trái cây nè, và cả thức uống đều là màu vàng, tông màu vàng hết. Thì mình mặc luôn cáo màu vàng cho nó cùng tông của mâm thức ăn hôm nay đó các bạn. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Thì ở đây là mình có sầu riêng nè. Ở cái chỗ mình á, thì bây giờ đang mùa trái cây rất là nhiều. Rất là nhiều loại trái cây màu vàng ươm luôn, rất là bắt mắt và nhìn trông rất là hấp dẫn. Thì đây là nghệ ha, mình sẽ thưởng thức cái món nghệ đầu tiên nha các bạn. Cái này là cái viên nghệ. Mình ăn thì mình sẽ chị đau tử nè, đẹp da nè. Ăn cũng ngon, ngọt cũng mấy các bạn. Mình sẽ thưởng thức, mình sẽ thưởng thức món khác. Thì mình ăn thêm một viên nghệ nữa nha các bạn. Cái này mình sẽ trị đau bao tử. Ăn nhiều món quá thì giờ mình ăn cái này trước để bảo vệ bao tử trước. Thì bây giờ mình sẽ thử cái món mít nha các bạn. Cái món mít này rất là ngon nha. Mít thì nó ngon, ngọt, giòn. Miếng mít này nó dày rất là ngon luôn nè các bạn. Ở đây mình có trái lê kima nữa nè. Trái lê kima này á, ở trong nó màu vàng rất là đẹp, nhưng mà làm như trái này nó bị chưa có chín đó các bạn. Nó có màu vàng nhưng mà mình mua trái này nó chưa có được chín, chưa có ăn liền được các bạn ơi. Nhưng mà bên trong nó màu vàng rất là đẹp. Mình giới thiệu sơ qua các bạn nha. Ở đây là chuối nè, ở đây mình có bánh xèo, mình có cái trái bình bát nữa. Các bạn thấy trái bình bát của mình không? Bình bát này hồi xưa là mình quậy nước đá đường, dằm nước đá đường ăn thì rất là ngon nha. Và mình có cả sầu riêng. Còn cái trái này là cái trái lê á các bạn, cái trái lê giòn, lê giòn. Cái giống này chắc của nước ngoài nè các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức một cái muối sầu riêng nha các bạn. Mình mua cái trái sầu riêng này cũng rất là ngon luôn á các bạn. Mình mời các bạn nha. Sầu riêng ngon quá các bạn. Sầu riêng này là cái gì, cái cô nãy cô nói là sầu riêng gì nè ta, cơm vàng hả? Sầu riêng sáu ri. Hôm nay ngồi ngoài sân đó bạn, có một con ruồi nó cứ vo ve hoài. Thì bây giờ mình sẽ ăn cái bánh xèo đi các bạn ơi, nhiều món quá. Mình sẽ ăn cái bánh xèo. Bánh xèo cũng màu vàng nữa nha. Thì người ta cũng đổ là bằng nghệ á, cho nên nó màu vàng. Ở đây mình có cái chén nước mắm nữa nè, sẽ để vào đây một ít. Mình xin mời các bạn dùng bánh xèo với mình nha. Bánh xèo này đổ cũng đơn giản thôi các bạn. Đổ thịt nè, tép nè, giá nè. Chua. Ăn cũng ngon á. Thì mình cũng xin chia sẻ với các bạn là như thế này. Thì hôm nay mình đã nhận được cái mã pin từ Google gửi về cho mình. Và mình có cái mã pin đó thì mình sẽ nhập vào cái tài khoản của mình. Thì khi Google thanh toán đó các bạn, thì có mã pin đó thì mình mới nhận được tiền của YouTube nha các bạn. Thì được nhận cái mã pin đó đó, thì mình cũng tốn, mình phải chờ đợi là gần 2 tháng đó. 2 tháng thì mình mới nhận được cái thư từ Google gửi cho mình đó.
mình rất là sợ bị thất lạc. Thất lạc mà không có xác minh được ở bên đó các bạn thì tài khoản của mình coi như đóng băng. Cái trái bình bát nè, mình sẽ ăn cái trái nhỏ này trước nha các bạn. Không, có trái này nó to nè, mà nó chín đó. Cái này cái cùi của nó nè. Không biết các bạn có nhớ tuổi thơ của mình không? Hồi xưa là mình thì hay lụm cái trái bình bát này nè. Mà bình bát này á, các bạn dầm với nước đá đường ăn rất là ngon nha. Thì ở đây mình sẽ ăn không luôn. Mình có muối thì hồi mình sẽ chấm. Mình sẽ chấm với miếng muối. Cái bịch bát này các bạn hộp của nó rất là nhiều nha, nhưng mà nó có cái mùi đặc trưng của nó, cái mùi hơi mùi, nói chung là nó hồi hơi hôi nha, nhưng mà bạn nào ăn được á thì không sao, còn bạn nào khó ăn nó thì cái mùi này sẽ làm cho các bạn khó chịu á. Còn mình á, mình rất thích cái bình bát này dầm nước đá hồi nhỏ mình hay ăn á. Đây là xoài cát chu. Xoài thơm nha, thơm mà nó ngọt, nó chua. Xoài này xoài chín đó các bạn, xoài chín thì nó cũng có cái màu vàng. Mình đã lựa mà, mình lựa trái nào vàng mình mới cho vào cái mâm này để mình ăn hôm nay. Mình sẽ ăn cái chuối. Đây là chuối cao nha, mình có hai loại chuối là chuối cao và chuối sứ. Thì cái chuối cao này là bên trong thì nó cũng màu vàng luôn, rất là ngon. Nói chung là mỗi trái mình ăn một ít các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chẻ cái khóm này ra coi. Tại vì mình ăn hết cái mâm này của như quỳt trần là không nổi đâu. Đây là khóm nha, khóm mùa này cũng mắc chứ không có rẻ. Bây giờ là mùa nóng đó, cho nên là cái trái cây nào nó cũng mắc hết các bạn. Thì bây giờ là bắt đầu mùa mưa, ơi vào mùa mưa thì trái cây bắt đầu nó tăng lên ít chứ mắc hơn mọi lần rồi đó các bạn, chứ không còn rẻ nữa. Khóm ngọt nha. Hôm nay mình mua trái cây nào cũng ngọt hết. Ngon quá. Khóm rất là ngọt quá. Bây giờ mình còn một cái lê Mỹ nè. Mình sẽ gọt nó ra coi. Mình thấy nó màu vàng cũng đẹp lắm nè, màu vàng nâu quá các bạn. Mình sẽ gọt nó ra coi nó như bên trong nó như thế nào. Mình cũng chưa ăn cái trái này nha. À, bên trong nó màu gì vậy ta? Rồi. Nó là cái màu trắng các bạn ơi, bên trong nó là màu trắng. Cái trái lê Mỹ này cái màu nó cũng rất là đẹp ha, màu này màu vàng nâu. Màu nó giống như màu trái bình bát vậy. Giòn ngọt. Đây là các bạn, đây là cái tài khoản, đây là cái mã pin mà mình nhận được từ Google nha các bạn. Thì hôm nay mình đã nhập mã pin vào tài khoản YouTube của mình rồi, và tài khoản của mình bắt đầu có hiệu lực, thì mình rất là vui. Và mình cũng xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình trong những video từ đầu cho đến nay nha các bạn. Và mình mong các bạn là luôn ủng hộ mình về sau này vẫn vậy nha các bạn. Lê cũng rất là ngọt nha các bạn. Hôm nay mình mua trái cây á, mình thấy loại nào cũng ngọt hết trơn á. Lê Kim Ma này nó chưa có chín chứ không phải là mình bẻ chẻ cho các bạn xem, ăn thử cho bạn xem rồi. Cái này bên trong cái màu rất là vàng nha.
vàng đậm hơn là muối mít này luôn, và nó ngọt. Mình thấy mình mua thì mình cứ tưởng là nó chín thôi, nhưng mà thật ra nó chưa có chín nữa. Sầu riêng hôm nay ngon quá à. Và mình sang một muối sầu riêng nữa, mời các bạn nha. Sầu riêng cơm vàng hạt lép, các bạn thấy không? Rất là ngọt nữa. Cái sầu riêng này mình mua là 1 kg 1,5 kg. Bánh xèo này nó hết nóng, nó không có còn, nó nguội gì đó các bạn, cho nên là ăn ngán quá, mình ăn ít thôi. Sầu riêng ngon quá. Bây giờ trời đang chuyển mưa, trời đang chuyển mưa nha các bạn, bởi vì các bạn nhìn trời âm u lắm. Mình ngồi ngoài sân vườn, hôm nay trời chuyển mưa, hôm nay lại có nhiều nhiều con ruồi nha. Mình mà biết có ruồi gì mình không ngồi ngoài này đâu các bạn ơi. Mình sang một chút chuối nữa nha các bạn. À, chuối cao thì giờ nó tên cao nhưng mà trái nào nó cũng nhỏ. Nhìn thì nó bắt mắt nhưng mà sao mình ăn mình cảm thấy no quá các bạn. Nó ăn cái mấy miếng à mà nó no rồi đó. Thì mình giới thiệu lại các bạn hôm nay mình ăn những gì nha. Mình ăn nghệ nha. Nghệ người ta dài đòi viên ăn như làm thuốc, ăn như nên thuốc đó các bạn. Ăn chị bao tử nè, đặc da nè, sầu riêng nè, chuối cao nè, chuối sứ nè, lê mỹ nè, lê kim ma nè, mít nè, khóm nè, xoài chín nè, bánh xèo và cả bình bát nữa. Thì những cái món ăn dân dã này thì mình lâu lắm rồi mình mới ăn lại bình bát, và lâu lắm rồi thì mình mới ăn sầu riêng. Mình từ mùa đầu mùa tới giờ mình chưa mua trái nào ăn hết đó các bạn, tại vì mình thấy nó cũng có nóng cho nên là mình có ít có dùng nó lắm. Thấy mình ốm yếu nên mình ăn cũng hơi yếu phải không các bạn. Thì trời rất là âm u nha, các bạn có nghe tiếng chim hót rít trên cái cành nhà yến của chồng mình không? Thì mình ngồi hôm nay ngoài này thì mát, sân vườn thì mát lắm, nhưng mà không có đủ ánh sáng. Thì mình cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho kênh của mình. Trời cũng chiều rồi cho nên là mình ăn cái này là mình chuẩn bị vào trong nấu cơm cho con mình, cho gia đình ăn. Thì ở đây trời cũng chiều bắt đầu chuyển mưa rồi đó các bạn. Bây giờ đang vào mùa mưa nha, đang vào mùa mưa, thời tiết cứ mưa hoài à, nhiều khi bắt mưa bất chợt lắm. Thì thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây nha các bạn, để một hồi mưa tới chạy không kịp. Thì mình cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình nha. Nhớ đăng ký kênh và like ủng hộ cho video của mình. Mình sẽ làm nhiều video sau hay hơn gửi đến các bạn. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn các bạn lên video sau nha.